đế chế AIC và những quan chức nhận tiền lót tay như thói quen. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt cán bộ từ trung ương đến địa phương bị cuốn đi sau những cơn bão mang tên Việt Á, chuyến bay giải cứu hay AIC. Nhiều người gọi đó là những phép thử đau đớn trong công tác cán bộ, bởi một khi không giữ mình, không kiểm soát được quyền lực, cán bộ sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy tiền quyền. Kiểm soát quyền lực vì thế trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh Đảng đang dốc toàn lực để đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu dự án xảy ra tại một số bệnh viện công khiến nhà nước bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC. Nữ bị can này bị truy nã liên quan đến hành vi phạm tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, khi điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cơ quan điều tra xác định dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, song đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, không thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu để công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu, với tổng trị giá gần 480 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 152 tỷ đồng. Sau khi nhiều thành viên của công ty AIC bị khởi tố, loạt cựu cán bộ của tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ án cũng bị tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ, trong đó có ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, lúc đó là giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau là giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cùng chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu, 26 lần đưa nhận hối lộ với số tiền hơn 45 tỷ đồng, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, đã khiến nhiều lãnh đạo địa phương vướng vòng lao lý. Hàng chục tỷ hối lộ quan chức của bà Nhàn đều bằng tiền mặt diễn ra ngay tại trụ sở tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và ở Hà Nội, với lần đưa hối lộ nhiều nhất lên tới 5 tỷ đồng tiền mặt. Trong suốt thời gian dài, bà Nhàn đã xây dựng nên đế chế AIC, thao túng trong hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực. Chỉ tính riêng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hối lộ hơn 45 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, năm 2003, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có quan hệ quen biết với ông Trần Đình Thành, khi đó đang là Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Năm 2007, trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án đấu thầu xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn gặp và nhờ ông Thành quan tâm, tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh. Sau đó, bà Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ ông Thành, ông Đinh Quốc Thái khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh, bà Bồ Ngọc Thu đề nghị tạo điều kiện để công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai. Trong nhiều năm liền, đế chế AIC dưới thời bà Nhàn liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị có giá trị rất lớn và sự ưu ái đối với AIC đã được Bộ Công an làm sáng tỏ khi điều tra các dự án mà công ty này trúng thầu. Để tham gia dự án và trúng hàng loạt gói thầu, bà Nhàn chủ trương thành lập ban nội bộ chuyên chi tiền đối ngoại. Cựu chủ tịch AIC chủ động gặp gỡ, tạo quan hệ với lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư dự án, sau đó chi tiền cho những người này để tìm kiếm sự ưu ái. Ông Trần Đình Thành, sau khi bí thư tỉnh ủy Đồng Nai với quyền lực của mình đã giới thiệu bà Nhàn cho lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành giúp công ty AIC của bà Nhàn nhận nhiều ưu ái trong suốt quá trình tham gia đấu thầu. Có sự đỡ đầu của lãnh đạo tỉnh, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới câu kết với đơn vị thẩm định và tư vấn đấu thầu, nâng khống năng lực dự thầu, thiết lập quân xanh để chắc chắn trúng thầu. Ngoài vụ án ở Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đang bị điều tra vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh. Cựu chủ tịch công ty AIC cùng hàng loạt cựu nhân viên Sở Y tế bị khởi tố do có hành vi thông đồng nâng giá thiết bị y tế gây thiệt hại ngân sách hàng chục tỷ đồng. Cả hai vụ án đều đóng vai trò quan trọng, song bà Nhàn đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Dù Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phát thông báo kêu gọi đầu thú, đến nay vẫn chưa có kết quả. Dù vậy, cuối năm 2022, đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, cùng 35 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,
đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù. Liên quan vụ án ở Đồng Nai, điều đáng nói nhất là trong hơn 10 năm liền, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần nhận lót tay để giúp công ty AAC trúng 16 gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Quá trình triển khai dự án, ông Thành đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tạo điều kiện cho AAC tham gia và trúng thầu các gói về thiết bị y tế. Cùng với việc giúp sức cho AAC trúng thầu, từ năm 2010 đến năm 2015, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai đã 6 lần trực tiếp nhận tiền từ bà Nhàn, tổng 14,5 tỷ đồng, trong đó có 3 lần bà Nhàn cho nhân viên đón ông Thành đến trụ sở AAC để đưa tiền. Những lần còn lại nhận ngay tại trụ sở Thành ủy. Lần ông Thành nhận tiền nhiều nhất vào năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa hối lộ 5 tỷ đồng trong văn phòng làm việc của bà tại Hà Nội. Ông Thành khai đã dùng phần lớn số tiền nhận hối lộ để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, phần còn lại giữ chi tiêu cá nhân. Cùng nhận số tiền 14,5 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Đồng Nai Đình Quốc Thái được bà Nhàn và nhân viên lót tay trong 14 lần kéo dài hơn 10 năm. Những lần nhận lại quả này cũng đa phần diễn ra tại trụ sở AAC hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cựu Chủ tịch tỉnh khai đã đưa một phần số tiền nhận hối lộ cho vợ để đóng tiền cho hai con ruột du học tại Mỹ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, ông Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình. Cựu Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cũng nhận hối lộ 6 lần với tổng cộng 14,8 tỷ đồng. Những lần đưa nhận tiền đều diễn ra tại phòng làm việc của Vũ. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AAC diễn ra hồi cuối năm 2022. Khi được nói lời sau cùng, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành chia sẻ, ông đã mắc phải những sai phạm nghiêm trọng nên rất đau khổ, ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người. Bị cáo này nói thêm, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai là nơi kêu mang, tạo điều kiện thuận lợi và tin tưởng giao trọng trách cho ông. Nhưng với những sai phạm của mình, ông đã đem lại vết nhơ cho Đảng bộ. Là một lãnh đạo cao cấp, là bí thư tỉnh ủy mà mắc những sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến con đường lao lý, tù đầy, bị cáo rất đau xót về tội lỗi của mình. Cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói trong day dứt. Cuối cùng, bị cáo Thành còn gửi lời tới những người còn đang công tác, hãy thường xuyên xem xét, tự cảnh giác với chính bản thân mình, bởi hoạt động trong cơ chế kinh tế thị trường đầy những cạm bẫy. Nếu không thường xuyên rèn luyện, nhắc nhở bản thân, thì đây là mảnh đất rất dễ sa vào vũng bùn của sự tội lỗi, đánh mất tất cả những gì tốt đẹp mà cuộc đời đã gây dựng. Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái khi nói lời sau cùng cũng bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và cho hay đây là bài học không chỉ cho ông, mà còn cho cả những cá nhân khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Bị cáo rất đau buồn vì truyền thống gia đình, niềm tin của gia đình, bạn bè đối với bị cáo, sự nghiệp của bị cáo đã mất hết. Bị cáo xin cúi đầu nhận hết tất cả mọi tội lỗi của mình để khi soi xét, những người tiếp tục sự nghiệp sau này tránh được các sai phạm mà bị cáo đã mắc phải. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trình bày và mong được hưởng sự khoan hồng của tòa án.